Cô xin chào các con. Cô là cô Lê Bé Phượng, giáo viên dạy lớp 1D của trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Cô và các con đã được gặp nhau. Cô rất vui được hướng dẫn các con học tiếp tiết toán bài so sánh các số tiết 2 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập để sẵn sàng bước vào tiết học rồi, phải không nào? Và các con nhớ chuẩn bị thêm sách toán nữa nhé. Để giúp cho các con học tốt tiết toán ngày hôm nay, cô và các con cùng khởi động bằng một trò chơi tìm số lớn nhất và điền dấu thích hợp nhé. Bài tập cô yêu cầu là số nào lớn hơn? Cô có hai hộp quà. Hộp quà thứ nhất mang số 25, hộp quà thứ hai mang số 28. Trong hai hộp quà này, hộp quà nào có số lớn hơn? Cô mời các con lựa chọn nào. Bạn nào chọn đúng sẽ có quà tặng nha. Rồi, cô cảm ơn các con. Bây giờ chúng ta xem kết quả nhé. Những bạn chọn hộp quà mang số 25 thì... không có quà gì cả. Những bạn chọn hộp quà mang số 28 thì... Được qua rồi, đó là những cây kẹo. Như vậy 28 là số lớn hơn, vì 25 và 28 đều có số chục là 2. 2 chục bằng 2 chục. Nên con so sánh tiếp chữ số hàng đơn vị. 25 số đơn vị là 5, còn 28 số đơn vị là 8. 8 lớn hơn 5 nên 28 là số lớn hơn. Tiếp theo nè, như vậy con sẽ lựa chọn dấu nào để điền giữa hai hộp quà cho phù hợp? Cô mời các con. Đúng rồi, rất giỏi, cô khen các con nha. Con sẽ lựa chọn dấu bé, vì 25 bé hơn 28. Cô mời cả lớp đọc lại kết quả nào. 25 bé hơn 28. Như vậy, các con đã biết xác định số nào lớn hơn, số nào bé hơn và điền dấu rất chính xác. Tiết toán hôm nay, cô sẽ giúp các con thực hiện tốt việc so sánh các số và sắp xếp các số theo thứ tự nhé. Bây giờ, cô mời các con mở sách toán trang 108 là 108. Để chúng ta học bài so sánh các số tiết 2 và thực hiện 3 bài tập của sách giáo khoa nhé. Chúng ta bắt đầu bài 1 nhé. Cô mời một bạn đọc yêu cầu bài số 1. Dạ thưa cô, điền dấu lớn bằng bé thích hợp vào chỗ chấm. Đúng rồi, bài 1 có 3 câu A, B, C. Đầu tiên chúng ta thực hiện câu A trước. Cô mời các con thực hiện câu A vào sách giáo khoa, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài nhé. Cô mời các con nào. Các con đã thực hiện xong rồi phải không nào? Bây giờ cô mời một bạn nêu kết quả và nêu cách so sánh nha. Cô mời con. Dạ thưa cô, 23 so sánh với 28. 20 bằng 20. 3 đơn vị bé hơn 8 đơn vị. Nên 23 bé hơn 28, con điền dấu bé. Để điền đúng dấu này, con đặt bút bên số 28. Dạ thưa cô, 36 so sánh với 34. 30 bằng 30, nên con so sánh tiếp chữ số đơn vị. 6 đơn vị, 4 đơn vị. 6 đơn vị lớn hơn 4 đơn vị, nên 36 lớn hơn 34, con điền dấu lớn. Để điền đúng dấu này, con đặt bút bên số 36. 19 so sánh với 15. Con nhận thấy rằng 10 bằng 10, nên con so sánh tiếp chữ số đơn vị. 9 đơn vị lớn hơn 5 đơn vị, nên 19 lớn hơn 15, con điền dấu lớn. Để điền đúng dấu này, con đặt bút bên số 19. Cô mời các con nhận xét bài làm của bạn. Dạ thưa cô, con thấy bạn điền dấu rất là chính xác và nói cách so sánh rất là hay. Con khen bạn.
Đúng rồi, cô cảm ơn con. Cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Cô khen con và khen cả bạn. Các con hãy kiểm tra lại bài làm của mình, xem có giống bài làm của bạn không nào. Rất giỏi, cô khen cả lớp mình nha. Chúng ta cùng nhau vỗ tay khen cả lớp mình nào. Các con đã thực hiện rất tốt bài A. Tiếp theo chúng ta đến bài B nhé. Cô mời các con điền dấu lớn bằng bé thích hợp cho câu B này. Chúng ta cùng nhau thi đua xem bạn nào làm đúng và nhanh nha. Giỏi quá, bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài nha. Cô mời một bạn nêu kết quả và nêu cách so sánh. Cô mời con. Dạ thưa cô, 27 so sánh với 37. 20 bé hơn 30 nên 27 bé hơn 37. Con điền dấu bé. Để điền được dấu này, con đặt bút bên số 37. 22 so sánh với 10. Con so sánh là 22 có 20, 10 có 10. 20 lớn hơn 10 nên 22 lớn hơn 10. Con điền dấu lớn. Để điền đúng dấu này, con đặt bút bên số 22. 32 so sánh với 13. Con so sánh là 30 lớn hơn 10 nên 32 lớn hơn 13. Con điền dấu lớn. Để điền đúng dấu này, con đặt bút bên số 32. Cô mời các con hãy nhận xét bài làm của bạn. Dạ thưa cô, con đồng ý với bài làm của bạn. Bạn nói cách so sánh rất là chính xác và điền dấu rất là đẹp. Con khen bạn. Đúng rồi, cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Nào, cả lớp chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại bài làm của mình, xem có giống bài làm của bạn không nào. Có chỗ nào khác cho cô biết ý kiến nha. Rất giỏi, như vậy là cả lớp của chúng ta đã thực hiện rất tốt bài B. Chúng ta cùng nhau thưởng mình bằng một tràng pháo tay nào. Chúng ta tiếp tục thực hiện câu C nhé. Bạn nào có thể thực hiện được bài đầu tiên của câu C? Cô mời con. Dạ thưa cô, đầu tiên con tính kết quả của phép tính 30 cộng 8 trước. 30 cộng 8 bằng bao nhiêu nè? Dạ thưa cô, 30 cộng 8 bằng 38. Sau đó con so sánh hai vế 38 bằng 38 nên con điền dấu bằng. Đúng rồi, rất giỏi. Cô mời cả lớp tặng bạn tràng pháo tay nào. Như vậy các con chú ý rằng vế bên nào có phép tính, các con cần nhớ tính kết quả của phép tính đó. Xong rồi chúng ta mới so sánh hai vế và cuối cùng mới điền dấu nha. Bây giờ cô mời các con thực hiện tiếp các bài còn lại của câu C. Giỏi quá, cô mời các con cùng nhau sửa bài nhé. Cô mời con. Dạ thưa cô, 30 so sánh với 35. 30 bằng 30 nên con so sánh tiếp chữ số đơn vị. 0 đơn vị bé hơn 5 đơn vị nên 30 bé hơn 35. Con điền dấu bé. Dạ thưa cô, 6 so sánh với 24. 6 không có chục, 24 có 20 nên 6 bé hơn 24. Con điền dấu bé. Cô mời các con nhận xét bài làm của bạn. Dạ thưa cô, con đồng ý với bài làm của bạn. Bạn đã biết nói cách so sánh rất là hay. Con có lời khen bạn. Cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Cô mời cả lớp mình kiểm tra lại kết quả bài làm của mình và của bạn, xem có bài nào khác bạn không nè. Cả lớp mình giỏi quá, ai cũng làm giống bạn. Cô khen cả lớp mình nha. Qua bài 1C này, các con cần lưu ý rằng vế bên nào có phép tính, các con nhớ tính kết quả. Xong rồi chúng ta mới so sánh hai vế và cuối cùng mới điền dấu nha. Và bài 1C này còn giúp chúng ta thêm một điều nữa,
đó là số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Như vậy, bài tập 1 này đã giúp các con củng cố lại cách so sánh các số và điền dấu lớn bé bằng. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua bài 2 nhé. Cô mời một bạn đọc yêu cầu bài số 2. Dạ thưa cô, sắp xếp các số sao theo thứ tự. Câu A, từ bé đến lớn, 37, 21, 28. Đúng rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ cô mời cả lớp của mình lấy bảng con ra. Các con hãy sắp ba số này vào bảng con theo đúng thứ tự từ bé đến lớn nha. Có nghĩa là số bé mình sẽ viết trước, số lớn mình sẽ viết sau ha. Cô mời các con cùng thực hiện nào. Rồi, bây giờ cô mời một bạn hãy nêu cách con sắp xếp các số này cho các bạn nghe. Cô mời con. Dạ thưa cô, đầu tiên con so sánh chữ số chục trước. 37 có 3 chục, 21 có 2 chục, 28 có 2 chục. Như vậy số chục bé nhất là 2 chục. Nhưng mà có đến 2 số có 2 chục, nên con sẽ so sánh 2 số có 2 chục xem con số nào bé hơn. 21, 28, 2 chục, 2 chục bằng nhau, nên con so sánh tiếp chữ số đơn vị. 1 đơn vị, 8 đơn vị, 1 đơn vị bé hơn 8 đơn vị, nên số bé nhất là 21. Số bé tiếp theo là 28. Và cuối cùng là số lớn nhất là 37. Dạ thưa cô, con đã sắp như thế ạ. À, rất giỏi, cả lớp chúng ta hãy khen bạn tràng pháo tay nào. Đó chính là cách sắp xếp ba số này theo đúng thứ tự từ bé đến lớn. Cả lớp chúng ta thực hiện rất là tốt bài 2A. Cô khen cả lớp mình nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua bài 2B nhé. Cô mời một bạn đọc yêu cầu bài 2B. Dạ thưa cô, sắp xếp các số sao theo thứ tự từ lớn đến bé. 29, 36, 33. Đúng rồi, cảm ơn con. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục sắp ba số này vào bảng con. Nhưng mà các con lưu ý là từ lớn đến bé nha. Số lớn các con sẽ viết trước, số bé các con sẽ viết sau nha. Nào cô mời các con cùng thực hiện nào. Ồ, giỏi quá. Con đã sắp xếp như thế nào? Con hãy nói cho bạn mình cùng nghe nha. Cô mời con. Dạ thưa cô, đầu tiên con so sánh chỉ số chục trước. 29 có 2 chục, 36 có 3 chục, 33 có 3 chục. Như vậy số chục lớn nhất là 3 chục. Nhưng mà có 2 số có 3 chục, nên con sẽ so sánh 2 số này xem con số nào lớn hơn. 36, 33, 3 chục bằng 3 chục, nên con so sánh tiếp chữ số đơn vị. 6 đơn vị lớn hơn 3 đơn vị, nên 36 lớn nhất. Tiếp theo, số lớn tiếp theo là 33. Và cuối cùng số bé nhất là 29. Dạ thưa cô, con đã sắp xếp như vậy ạ. À, và thứ tự từ lớn đến bé là 36, 33, 29. Giỏi quá, chúng ta hãy khen bạn tràng pháo tay nào. Và cô thấy cả lớp của mình cũng sắp xếp đúng theo thứ tự này, cô khen cả lớp mình nha. Như vậy, qua bài tập 2 đã giúp các con được luyện tập về sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua bài 3 nhé. Các con chú ý bài 3 nhé. Bài 3 cô sẽ tổ chức cho các con chơi trò chơi thử tài quan sát. Cô có hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất vẽ rất là nhiều con mèo. Bức tranh thứ hai cũng vẽ rất là nhiều con mèo. Các con hãy quan sát tranh và nói ngay xem tranh nào có nhiều mèo hơn nào. Cô mời các con bắt đầu trổ tài quan sát của mình đi nào. Ồ, cả lớp mình đều chọn bức tranh thứ hai à. Theo con, tại sao bức tranh thứ hai lại có nhiều mèo hơn? Cô mời con. Dạ thưa cô, vì nó vẽ những con mèo nó nhỏ nè và con thấy rất là nhiều. Cả lớp chúng ta đều đồng ý với bạn phải không nào? Chúng ta xem ai đúng ai sai nha.
để biết cả lớp mình lựa chọn đúng hay sai. Bây giờ chúng ta trổ tài tinh mắt nhanh tay bằng cách là các con hãy đếm xem ở mỗi bức tranh có mấy con mèo để chúng ta biết chính xác kết quả mình lựa chọn là đúng hay sai nhé. Nào, cô mời các con. Bây giờ các con hãy cho cô biết bức tranh thứ nhất con đếm được mấy con mèo. Cô mời con. Dạ thưa cô, bức tranh thứ nhất con đếm được 9 con mèo. Đúng rồi, cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Còn bức tranh thứ hai con đếm được bao nhiêu con mèo? Dạ thưa cô, bức tranh thứ hai con đếm được 27 con mèo. Có bạn nào có kết quả khác không nè? Cả lớp đều đồng ý với bức tranh thứ hai là 27 con mèo phải không? Cô cũng đồng ý với ý kiến của các con. Các con đếm rất là chính xác, cô khen các con nha. Ở bức tranh thứ hai này, ngoài việc đếm từng con mèo ra, bạn nào có cách đếm nào giúp chúng ta đếm được nhanh không nè? Cô mời con. Dạ thưa cô, con quan sát thấy mỗi hàng đều có 5 con mèo. Còn hàng cuối cùng thì không có đủ, hàng cuối cùng chỉ có 2 con thôi. Như vậy, những hàng trên con sẽ đếm thêm 5. Bằng cách là con đếm 5 thêm 5 là 10, 10 thêm 5 là 15, 15 thêm 5 là 20, 20 thêm 5 là 25. Sau đó con đếm tiếp 25 thêm 1 là 26, 27. Như vậy, có tất cả là 27 con mèo. Quá xuất sắc, chúng ta hãy khen bạn càng pháo tay nào. Như vậy, khi đếm số lượng, các con cần quan sát để chúng ta tìm cách đếm cho nhanh nha. Tóm lại, bức tranh thứ nhất có 9 con mèo, bức tranh thứ hai có 27 con mèo. Như vậy bức tranh có nhiều mèo hơn, đó là bức tranh thứ hai. Các con đã lựa chọn rất là chính xác, cô khen cả lớp mình một lần nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai số vừa tìm được nhé. Như vậy 9 như thế nào so với 27? Cô mời con. Dạ thưa cô, 9 bé hơn 27. Và ngược lại như thế nào nè? Cô mời con. Dạ thưa cô, 27 lớn hơn 9. Đúng rồi, cô mời cả lớp cùng lặp lại. 9 bé hơn 27, 27 lớn hơn 9. Các con đã thực hiện rất tốt 3 bài tập của sách giáo khoa. Để xem bạn nào thực hiện tốt việc so sánh và sắp xếp các số, cô và các con cùng chơi trò chơi nhé. Trò chơi cô đưa ra là sắp xếp các chiếc dép theo thứ tự từ bé đến lớn. Cô có chiếc dép màu xanh lá có số 24, chiếc dép màu đỏ có số 6 và chiếc dép màu xanh dương có số 18. Bây giờ các con hãy sắp xếp các chiếc dép này theo thứ tự từ bé đến lớn bằng cách là con quan sát các số trên chiếc dép để mình sắp nha. Nào, cô mời các con. Như vậy, theo thứ tự từ bé đến lớn thì cô sẽ sắp chiếc dép nào trước nè. Nếu như bạn nêu ý kiến, cả lớp mình đồng ý thì hãy tặng bạn tràng pháo tay nha. Cô mời con. Dạ thưa cô, chiếc dép màu đỏ à, chiếc dép số 6 à. Cô cũng đồng ý với ý kiến của các con. Tiếp theo sẽ là chiếc dép nào đây? Cô mời con. Dạ thưa cô, chiếc dép màu xanh dương à, chiếc dép mang số 18 à. Cô cũng đồng ý với ý kiến của cả lớp mình. Và cuối cùng là chiếc dép nào? Cô mời con. Dạ thưa cô, chiếc dép màu xanh lá à, chiếc dép mang số 24 à. Đúng rồi, cả lớp mình giỏi quá. Các con đã sắp xếp 3 chiếc dép này theo đúng thứ tự từ bé đến lớn. Cô mời các con đọc lại kết quả. 6, 18, 24. Như vậy các con thấy rằng chiếc dép có số nhỏ thì sẽ có kích thước nhỏ, chiếc dép có số lớn hơn thì sẽ có kích thước lớn hơn. Bây giờ cô và các con chơi trò chơi hái lộc đầu năm. Cô có một cành mai rất đẹp.
Trên cành mai này cô treo 3 bao lì xì. Ở mỗi bao lì xì có một đồng tiền vàng. Trên đồng tiền vàng nó có số. Bây giờ các con hãy hái các bao lì xì này xuống. Và chúng ta hái theo thứ tự từ lớn đến bé nhé. Nào, cô mời các con suy nghĩ để chúng ta hái theo thứ tự từ lớn đến bé nha. Như vậy, bao lì xì nào sẽ được hái trước? Cô mời con. Dạ thưa cô, con sẽ hái bao lì xì có số tiền là 35 ạ. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, con giỏi lắm, cô khen con. Tiếp theo, mình sẽ hái bao lì xì nào đây? Cô mời con. Dạ thưa cô, con sẽ hái bao lì xì có số 26 ạ. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, còn một bao lì xì cuối cùng. Cô mời con. Dạ thưa cô, con sẽ hái bao lì xì mang số 18 ạ. Đúng rồi, như vậy chúng ta đã hái các bao lì xì này theo các số tiền từ lớn đến bé. Cô mời các con đọc lại. 35, 26, 18. Như vậy các con thấy rằng trên cùng một loại tiền của một đất nước, tiền nào có số lớn hơn thì sẽ có giá trị cao hơn. Qua trò chơi, cô thấy các con biết so sánh các số và sắp xếp các số theo thứ tự rất tốt. Cô khen các con nha. Ở nhà, các con có thể hỏi tuổi của người thân của mình. Sau đó, các con hãy sắp xếp các số tuổi đó theo thứ tự từ bé đến lớn, hoặc là từ lớn đến bé nha. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các con đã luôn chăm ngoan. Cô chúc các con luôn vui khỏe và ngày càng tiến bộ. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở các tiết học sau nhé.